rất nhân vật người chơi trong mạng, người ta cảm rất thích thú và người ta làm điều đó nó như một thú tiêu khiển ở ngoài. Như kiểu người ta nói là kiểu đi chơi trò tiêu khiển như săn bắn trong rừng, phải giết được cái này nọ, càng giết được càng nhiều càng vui càng thú, nhiều khi phải cúp cua cả học thêm để đi chơi. Ranh giới để một bạn trẻ từ chơi game như một trò chơi giải trí lành mạnh đến việc trở thành người nghiện game thật mong manh, cần có sự quan tâm giúp đỡ của gia đình và xã hội. Nhà nước chúng ta cần phải vào cuộc, cần phải quan tâm đặc biệt và có những giải pháp đặc biệt về vấn đề này thì mới cứu giúp được những cái gia đình mà hiện nay đang rơi vào hoàn cảnh rất là bi đát. Được biết là Trung tâm Văn hóa Thanh Thiếu niên Miền Nam đã tổ chức cái lớp cai nghiện game. Ông có thể nói rõ hơn về cái mô hình này? Thì đối với những trẻ con mà đến với trung tâm thì cái việc cai nghiện game sẽ tốt hơn, bởi vì có những cái môi trường, có những liệu pháp tâm lý. Nhưng còn với ở nhà thì việc cai nghiện sẽ khó hơn rất là nhiều. Một là phụ huynh phải rất là kiên định. Thậm chí đối với những trẻ mà bắt đầu là bạo lực, đánh lại phụ huynh, chửi lại phụ huynh, thì tôi nói thậm chí là cần phải có một vệ sĩ để trấn áp em đó nữa. Bởi vì là cái đó giống như là ma túy vậy đó. Khi nó lên cơn giống như ma túy vậy, nó đập phá đồ và thậm chí nó cầm dao tấn công cha mẹ. Những trường hợp mà đến với trung tâm là gần như vậy. Thì phải cần có một người để trấn áp nó. Mà người đó thậm chí là cần phải dùng vũ lực để trấn áp em bé đó trong mấy ngày đầu. Rồi sau đó là phụ huynh bắt đầu điều tiết em đó, bắt đầu chơi game giảm dần. Ví dụ như là đặt ra một điều kiện, một cam kết. Ví dụ hôm nay là 5 tiếng đúng không ạ? Và hôm nay xuống 4 tiếng. Và với điều kiện là học thuộc bài này, đọc thuộc câu chuyện đạo đức này. Nhưng mà chuyện đó không phải dễ, không phải đơn giản. Bởi vì rằng là cha mẹ mà đánh con thì nhiều khi cũng rất là đau, rất là đau. Cho nên ít cha mẹ nó làm được. Cho nên cai nghiện ở nhà thì tôi nghĩ tỷ lệ thành công sẽ rất là khó. Nhưng có thêm một cái liệu pháp tôi nghĩ rất là dễ thành công. Đó là tìm một người bạn rất là thân. Người mà em này rất là thích và rất là nể phục. Để kéo em này đến chơi những chỗ trung tâm. Ví dụ như là nhà văn hóa thanh niên. Ví dụ như trung tâm của tôi chẳng hạn. Thì đến những trung tâm đó sinh hoạt những câu lạc bộ đội nhóm, có những môi trường. Rồi gặp một số chuyên gia tâm lý mà đã từng làm cai nghiện game á, tức là có hiểu biết về game, thì cái giải pháp là thành công sẽ cao. Chứ còn tự nhà làm thì tôi nghĩ là sẽ khó thành công. Các ông có lời nhắn nhủ gì đối với các bậc phụ huynh trong cái việc quản lý con em mình trước cái trò chơi trên mạng? Tôi nghĩ rằng là mỗi phụ huynh phải tự cảnh giác trong việc mà cho con em tiếp xúc với mạng Internet. Nên chọn trang web để cho các em vào. Và khi các em vào thì mình phải giám sát được là em nó đang thực hiện cái vấn đề gì. Thứ hai nữa là nên chọn một số cái mô hình giáo dục mang tính giáo dục cao mà các em có thể rất là thích, thậm chí là thích hơn game nữa. Những cái chương trình huấn luyện thích hơn game nữa thì tôi nghĩ rằng là phụ huynh nên quan tâm. Đối với công ty